Xin chào tất cả các bạn đã đến với phần 2 sách nói Đừng bao giờ đi ăn một mình. Chương 3, sứ mệnh của bạn là gì? Làm ơn cho tôi biết tôi phải đi theo hướng nào. Cái đó còn tùy thuộc vào bạn muốn đi đâu nữa cơ, chú mèo trả lời. Tôi không cần biết nơi nào, Alice nói. Vậy thì bạn đi đường nào cũng có khác gì đâu, chú mèo trả lời. Alice lạc vào xứ sở thần tiên, Lewis Carroll. Bạn muốn trở thành giám đốc doanh nghiệp hay một đại biểu quốc hội, bạn muốn đứng đầu trong ngành hay chỉ cần là một chủ tịch hội phụ huynh tại trường của con bạn, bạn muốn kiếm nhiều tiền hay kiếm nhiều bạn, bạn định hướng những gì mình muốn càng cụ thể thì bạn sẽ càng dễ đưa ra một chiến lược để đạt mục tiêu. Một phần trong chiến lược tất nhiên là phải bao gồm việc thiết lập một quan hệ với những người trong cuộc sống có thể giúp bạn đi đến thành công. Mỗi một người thành công mà tôi từng gặp đều ít nhiều có một điểm chung là sự đam mê đề ra mục tiêu. Những vận động viên thành công, những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, các giám đốc uy tín, các nhân viên bán hàng giỏi đều biết rất rõ họ muốn gì trong cuộc sống và họ làm việc gì để đạt chúng. Như cha tôi thường hay nói đùa, có ai trở thành là nhà du hành vũ trụ một cách tình cờ đâu. Tôi đã chú tâm đặt ra mục tiêu từ rất sớm. Khi đang theo học tại Yale, tôi nghĩ mình muốn trở thành một chính trị gia, một thống đốc tương lai của Pennsylvania. Bạn có thấy tôi quá chi tiết và quá khờ khạo không? Nhưng tôi đã được học được rằng mục tiêu tôi càng cụ thể thì tôi càng dễ dàng hành động hướng đến mục tiêu đó. Đến năm thứ hai đại học, tôi trở thành một chủ tịch tổ chức chính trị tại Yale, nơi nuôi dưỡng những tài năng chính trị sáng chói. Khi tôi muốn tham gia vào một hội đoàn, tôi không chỉ chọn bất kỳ một tổ chức nào. Tôi tìm hiểu xem các chính trị gia nổi tiếng đã từng tham gia vào hội đoàn nào. Sigma Chi có một truyền thống lâu đời và trong số những người cựu thành viên tại đây có nhiều người là các nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhưng hội này không đăng ký sinh hoạt tại Yale vào thời điểm đó. Thế là chúng tôi quyết định thành lập một chi nhánh của hội tại Yale. Sau này tôi tham gia tranh cử vào hội đồng thành phố New Haven. Tôi đã thất bại, nhưng chính trong quá trình này tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, từ William F. Buckley và thống đốc bang Pennsylvania Dick Thornburg đến chủ tịch Yale ông Brad Grammaty. Tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi Brad cho đến khi ông mất. Ông là một nguồn tri thức và đầu mối liên lạc đối với tôi. Ngay lúc đó tôi đã nhận thấy lợi ích của việc đề ra mục tiêu hành động đơn giản này đã giúp tôi vượt hẳn lên trên những bạn đồng môn chỉ biết chờ đợi. Chuyện gì đến cứ đến. Sau này tôi còn áp dụng nguyên tắc này một cách chặt chẽ hơn nữa. Ví dụ như khi tôi làm việc tại Deloitte Touches, đề ra mục tiêu chính là cách giúp tôi nổi bật hơn những nhà tư vấn đẳng cấp khác. Tôi biết mình cần có một tâm điểm, một định hướng để chút toàn bộ năng lượng của mình vào đó. Tôi đọc được một bài báo của Michael Hammer khi tôi còn theo học ở trường kinh tế và nó đã giúp tôi xác định tâm điểm. Hammer là đồng tác giả quyển sách Tái lập công ty. Những ý tưởng của ông đã tác động mạnh đến cộng đồng kinh doanh và gần như đã tạo ra một phân khúc thị trường mới trong ngành tư vấn. Đây là cơ hội cho tôi trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực kiến thức còn khá mới mẻ nhưng đang được mọi người chú ý tối đa. Tôi đọc tất cả các nghiên cứu tình huống, tham dự tất cả các cuộc hội thảo hay bài giảng của ông mà tôi có thể thu xếp được. Ở đâu đó Michael Hammer, ở đó có tôi. Theo thời gian, ông không còn cho tôi là kẻ lẽo đẽo đời với ý đồ xấu xa mà đã xem tôi là một người học trò và một người bạn. Nhờ tạo được mối quan hệ với Michael Hammer và hiểu biết rộng trong lĩnh vực này, tôi đã tạo cầu nối vững chắc giữa công ty và một trong những nhà tư tưởng được kính trọng và có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới kinh doanh. Deloitte nhận được lợi nhuận và tiếng tăm như một công ty hàng đầu về phong trào tái cấu trúc và nhờ vậy sự nghiệp của tôi trước kia còn mù mờ giờ đã vững
chắc và tỏa sáng. Trong vòng vài thập kỷ qua, có rất nhiều quyển sách viết về tầm quan trọng của việc thiết lập một mục tiêu trong cuộc sống như vậy. Đủ thấy mục tiêu quan trọng đến mức nào. Qua nhiều năm, tôi đã đúc kết được quy trình thiết lập mục tiêu thành 3 bước. Và điều cốt lõi là phải biến việc thiết lập mục tiêu thành một thói quen. Nếu bạn làm được như vậy, thiết lập mục tiêu trở thành một phần cuộc đời bạn. Cuộc đời bạn, nếu không nó sẽ héo mòn và chết đi. Bước 1, tìm nguồn đam mê. Tôi học được nghĩa hay về mục tiêu từ một nữ nhân việc bán hàng thành công xuất sắc mà tôi gặp được tại một cuộc hội thảo. Mục tiêu là giấc mơ không có kết thúc. Định nghĩa tuyệt vời này vừa đưa ta đến một quan điểm hết sức quan trọng. Trước khi bạn bắt tay và viết ra các mục tiêu, hãy tìm hiểu giấc mơ của mình trước đã. Nếu không, sau này bạn sẽ thấy mình đi theo một con đường mà ngay ban đầu mình không có ý định theo đuổi. Các nghiên cứu cho thấy hơn 50% người dân Mỹ không hài lòng trong công việc. Nhiều người trong số họ đang rất thành đạt, nhưng lại thành đạt trong một lĩnh vực không yêu thích. Cũng không có gì khó hiểu tại sao ta lại rơi vào tình trạng này, nhưng ta lại hay lo ngại khi phải đưa ra quyết định về nghề nghiệp, gia đình, công việc, tương lai. Chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Thế là cuối cùng chúng ta lại không tập trung vào những năng lực mà chúng ta còn thiếu hay những nghề nghiệp không phù hợp. Rất nhiều người trong chúng ta chỉ biết chấp nhận những trái sung rớt xuống đầu mà không bao giờ tự đặt cho mình những câu hỏi quan trọng. Bạn có bao giờ ngồi suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình thật sự yêu thích, những gì mình thật sự có khả năng, những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống? Đâu là những trở ngại đối với bạn? Hầu hết mọi người không làm được việc này. Với họ chấp nhận những gì nên làm thay vì dành thời gian để tìm hiểu những gì họ muốn làm. Mỗi người trong chúng ta yêu thích những thứ khác nhau, lo lắng về những điều khác nhau, có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và điểm riêng của từng người. Chúng ta phải để ý đến những điểm này khi tìm điểm giao nhau giữa năng lực và sự yêu thích. Tôi đặt tên cho giao điểm này là ngọn lửa xanh, nơi đam mê và năng lực giao nhau. Khi ngọn lửa xanh bùng cháy trong chúng ta, nó sẽ trở thành nguồn lực rất mạnh, có thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn. Theo tôi thì ngọn lửa xanh là sự giao thoa giữa mục tiêu và đam mê, dựa trên sự đánh giá thực tế năng lực của mình. Ngọn lửa xanh giúp bạn xác định mục tiêu trong cuộc sống, từ việc chăm sóc người già đến việc là một người mẹ tốt, trở thành một kỹ sư hàng đầu hay là một nhà văn hay thạc sĩ. Tôi tin rằng trong tim mỗi người đều có một mục tiêu khác nhau, một mục tiêu có khả năng bùng phát nếu được kích hoạt phù hợp. Joseph Campbell, một sinh viên sau đại học tại Columbia University, đã sáng tạo ra cụm từ theo đuổi đam mê vào đầu thế kỷ 20, xác định ngọn lửa xanh của mình là theo học thần thoại Hy Lạp. Khi được biết là chưa có nơi nào giảng dạy ngành này, ông quyết định theo đuổi kế hoạch riêng của mình. Sau khi tốt nghiệp, ông chuyển đến sống tại một ngôi nhà gỗ biệt lập tại Woodstock, New York, và không làm gì khác ngoài việc đọc sách từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối trong suốt 5 năm liền. Lúc đó người ta vẫn chưa định hình con đường nghề nghiệp cho những người yêu thần thoại Hy Lạp. Campbell trở thành một người rất uyên thâm về thần thoại Hy Lạp, nhưng thật ra ông vẫn chưa hình dung được mình sẽ làm gì tiếp theo. Ông chỉ biết là mình phải theo đuổi niềm đam mê thần thoại Hy Lạp mà thôi. Những người ông gặp trong đời sống hàng ngày đã rất ngạc nhiên về sự uyên thâm và đam mê của ông. Cuối cùng ông được mời đến nói chuyện tại trường Sarah Lawrence College. Hết bài giảng này đến bài giảng khác, cho đến một lúc 28 năm sau, ông nhìn lại thấy mình đã là một tác gia và giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực thần thoại học, vẫn đang theo đuổi đam mê của mình ngay tại chính ngôi trường mà ông đã phát hiện ra niềm đam mê này. Nếu bạn theo đuổi niềm hứng thú của mình, bạn sẽ tự nhiên đi theo một con đường đã được dọn sẵn nhờ chờ đợi bạn, và cuộc sống bạn đang tận hưởng chính là cuộc sống mà bạn đang theo đuổi. Vậy thì làm thế nào để tìm ra niềm đam mê của mình? Campbell tin rằng trong sâu thẳm mỗi người trực giác chúng ta biết rõ mình muốn gì trong cuộc sống, chúng ta chỉ việc là phải bắt tìm cho ra mà thôi. Tôi đồng ý với tiến sĩ Campbell. Tôi tin rằng những quyết định đúng đều phải dựa trên nguồn thông tin đúng. Để quyết định niềm đam mê, niềm hứng thú, cảm hứng hay ngọn lửa xanh, bạn cũng cần phải tuân thủ theo nguyên tắc này.
có hai hướng để tìm thông tin, một hướng xuất phát từ chính bản thân và hướng kia xuất phát từ những người xung quanh. Một, nhìn vào chính bản thân, có nhiều cách để tự đánh giá mục tiêu và ước mơ của mình. Có người chọn cách cầu nguyện, có người chọn cách suy ngẫm hay đọc sách, có người tập thể dục, có người chọn cách sống biệt lập với khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, điều quan trọng khi tự đánh giá bản thân là không được đặt ra giới hạn, không nghỉ ngơi, không nghi ngờ, lo ngại hay hy vọng về những gì bạn nên làm. Bạn phải bỏ qua một bên những chướng ngại vật như thời gian, tiền bạc, nhiệm vụ. Một khi tôi đã xác định tư tưởng của mình, tôi bắt đầu liệt kê một danh sách các ước mơ và mục tiêu. Có những điểm hết sức phi lý, có những điểm lại quá thực dụng. Tôi không có ý định kiểm duyệt hay chỉnh sửa bản chất của danh sách này. Tôi chỉ đơn giản là viết ra mọi thứ mà thôi. Sau khi hoàn tất danh sách thứ nhất, tôi tiếp tục viết ra trong cột thứ hai những điều đem đến cho tôi niềm vui và sự thỏa mãn. Những thành quả con người hay công việc làm cho tôi thấy yêu thích. Bạn có thể dựa vào hứng thú riêng của bạn hay những tạp chí, phim ảnh, sách truyện mà bạn thích. Bạn thích thú với những loạt hình hoạt động nào mà bạn không để ý đến thời gian đã trôi qua. Sau đó tôi bắt đầu tìm mối liên hệ giữa hai danh sách này, chính là đi tìm điểm giao nhau, tìm định hướng hay mục đích. Đây là một bài tập đơn giản nhưng kết quả đó mang lại cực có ý nghĩa rất lớn. 2. Nhìn những người xung quanh. Tiếp theo, bạn hẹn hỏi những người người biết bạn rõ nhất, yêu cầu họ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì, yêu cầu họ cho họ ngưỡng mộ điểm gì ở bạn và điểm gì theo họ là bạn cần phải hoàn thiện thêm. Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy những thông tin bạn thu thập được từ bài tập đánh giá bản thân và từ đóng góp của những người xung quanh sẽ giúp bạn nhìn thấy rõ ràng định hướng hay mục tiêu cuộc sống của mình là gì. Nhiều CEO và chủ doanh nghiệp nổi tiếng trong giới kinh doanh thế giới đều đặt niềm tin sâu sắc vào khái niệm ngọn lửa xanh. Mặc dù có thể họ dùng một từ khác để miêu tả, James Camby, nhà tư vấn nổi tiếng và đồng tác giả của quyển sách Tái lập công ty, tin rằng thành công tùy thuộc vào nhiều nhất vào ước mơ. Trong quyển sách The Art of Ambition, Camby đã chỉ ra rằng năng lực của các nhà lãnh đạo thành công như Ted Turner, Michael Dell, Jack Welch không quan trọng bằng việc họ có định hướng mục tiêu rõ ràng giúp họ tập trung trong tất cả các hành động của mình. Khi Camby hỏi Michael Dell làm thế nào ông xác định được tham vọng xây dựng máy tính Dell, vì CEO bắt đầu kể về chu trình kinh doanh và công nghệ, sau đó ông dừng lại. Anh có biết tôi nghĩ ước mơ thật sự đến từ đâu không? Ông nói, bắt đầu kể về những ngày lái xe đi học qua những khu ngoại ô của Houston và say mê trước những tòa nhà công ty với cột cờ riêng của họ. Dell cũng muốn có một lá cờ riêng. Ông muốn thấy mình tồn tại. Đối với ông, đó là biểu hiện của sự thành công và nó đã khiến ông có ý định thành lập công ty ngay cả khi ông đủ tuổi uống bia. Ngày nay, ông đã có được 3 cột cờ. Tôi đã từng nói chuyện với Dell nhiều lần về chiến lược công ty và thật bất ngờ là lần nào ông đều đề cập đến ước mơ này. Tham vọng con người cũng giống như những chú cá chép Nhật, chúng phát triển tùy theo môi trường. Thành công của chúng sẽ phát triển tùy theo độ lớn của ước mơ và mức độ quyết tâm của chúng ta với mục tiêu của mình. Tìm ra mục tiêu, liên tục cập nhật và theo dõi liên tục tiến trình thực hiện. Theo tôi, không quan trọng bằng quá trình đấu tranh về mặt cảm xúc, xem thật sự mình muốn làm gì ở trong cuộc sống. Điều này có nghĩa là một kẻ mơ mộng hão huyền cũng có thể điều hành GE giỏi không kém gì Newton Jack. Dĩ nhiên là không rồi. Chuyển đổi từ giấc mơ thành sự thật đòi hỏi phải lao động cực nhọc và tính kỷ luật cao. Welch sẽ không thích thú gì nếu tôi nói Jack ông chỉ là kẻ mơ mộng, Camby nói. Nhưng sự thật, ông ấy là một kẻ mơ mộng có kỷ luật. Ông ấy có khả năng và sự nhạy cảm để khám phá nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tìm xem cơ hội chúng nằm ở đâu. Những kẻ mơ mộng có kỷ luật
có một điểm chung, sứ mệnh của họ thường mang tính rủi ro, không giống ai và không dễ gì đạt được, nhưng chúng vẫn có thể đạt được. Kỷ luật giúp họ đưa ước mơ trở thành sứ mệnh, đưa sứ mệnh thành hiện thực, thành thực tiễn. Thực ra cũng chỉ là quá trình thiết lập mục tiêu mà thôi. Bước 2, viết mục tiêu ra giấy. Chuyển sứ mệnh thành thực tiễn không phải tự nhiên mà thành, cũng giống như những bức tranh nghệ thuật hay một hoạt động kinh doanh, nó phải được xây dựng từ nền móng đi lên. Đầu tiên, ta phải mường tượng ra nó trong thực tế. Sau đó, ta tập hợp những kỹ năng, công cụ, nguyên liệu cần thiết. Ta cần phải có thời gian, ta cần phải suy nghĩ, quyết tâm, kiên định và có niềm tin. Tôi sử dụng một loại công cụ mà tôi đặt tên cho nó là kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ, Relationship Action Plan. Bản kế hoạch này được chia thành 3 phần tách biệt. Phần đầu để thiết lập mục tiêu giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Phần thứ hai dành để tìm mối liên hệ giữa các mục tiêu này với những con người, địa điểm, công việc có thể giúp tôi thực hiện mục tiêu. Và phần thứ ba, xác định cách tốt nhất để tiếp cận những người giúp mình đạt được mục tiêu. Đây chỉ là một cái khung sườn khá thực tế và có tính ứng dụng cực kỳ cao, đã được kiểm chứng qua bản thân tôi, những nhân viên bán hàng cấp dưới của tôi và nhiều bạn bè. Trong phần đầu tiên, tôi liệt kê tất cả những gì mình muốn đạt được trong 3 năm sắp tới. Từ đó, tôi xác định ngược dòng thời gian trong vòng 1 năm hay mỗi 3 tháng và đưa ra những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để đi đến sứ mệnh cuối cùng. Trong một khoảng thời gian, tôi đưa ra một mục tiêu A và một mục tiêu B có đóng góp trực tiếp vào định hướng tương lai 3 năm của tôi. Cô bạn thân Jamie của tôi có một ví dụ lập kế hoạch cụ thể theo ngày. Theo cách này, Jamie đang loay hoay tìm định hướng cuộc đời mình. Cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ lịch sử học tại Harvard và mong muốn trở thành một giáo sư. Tuy nhiên, cô lại thấy đời sống học thuật ngột ngạt quá. Cô cũng thử sức trong ngành kinh tế nhưng lại không thấy công việc của mình có ý nghĩa. Jamie đã bỏ ra vài tháng liền sống tại Manhattan để suy nghĩ xem mình thực sự muốn làm gì trong cuộc sống, và cô nhận ra rằng mình muốn đi dạy trẻ con. Tôi đề nghị Jamie thử lập kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ một lần xem sao. Ban đầu cô cũng tỏ ra bất ngờ, cái này có vẻ hợp với mấy người học MBA hơn. Tôi không nghĩ nó có thể áp dụng cho mấy người như tôi, cô từ chối. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đồng ý thử. Và thế là cô ngồi xuống để điền vào bản kế hoạch mục tiêu A của cô là trong 3 năm nữa sẽ trở thành giáo viên. Mục tiêu B của cô là trở thành một giáo viên trong một khu vực nổi tiếng trong một quận cô muốn sinh sống. Sau đó cô điền chi tiết vào các mục tiêu A và B trong ngắn hạn. Trong 90 ngày, cô dự định trở thành một giáo viên dạy phổ thông được cấp bằng chứng nhận bằng cách tham gia vào những chương trình giúp những nhà chuyên môn chuyển tiếp sang lĩnh vực giáo dục. Trong một năm, cô trở thành giáo viên thật sự. Đồng thời, cô cũng liệt kê những người trung học tốt nhất tại Manhattan mà cô cho là mình muốn được tham gia giảng dạy ai đó. Trong phần thứ hai của kế hoạch cũng được chia thành những khoảng thời gian tương tự. Cô đưa ra một số tên người cho mỗi mục tiêu A hay B, những người mà theo cô có thể giúp cô biến mục tiêu thành hiện thực. Jamie làm một số thăm dò và tìm ra một nơi chuyên giúp sắp xếp cho các nhà chuyên môn vào các vị trí giảng dạy. Cô cũng luôn tìm ra tên những người chuyên phụ trách tuyển dụng tại các trường trung học mà cô mong muốn. Sau cùng, cô tìm ra số điện thoại liên lạc của tổ chức chuyên cung cấp các khóa học nghiệp vụ sư phạm. Trong vòng vài tuần lễ, Jamie đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô bắt đầu nhận ra mối quan liên hệ giữa việc đề ra mục tiêu và tìm người giúp ta đạt được mục tiêu. Càng nhiều mục tiêu được hoàn thành, mạng lưới mối quan hệ trong giảng dạy của cô càng được mở rộng. Mối quan hệ càng được mở rộng càng giúp cô tiến gần hơn đến mục tiêu 3 năm của mình. Trong giai đoạn thứ 3, bạn sẽ biết cách đánh giá nên vận dụng chiến thuật nào cho phù hợp. Những chiến thuật này sẽ được tôi giới thiệu trong những chương tiếp theo. Có một số người bạn phải làm mặt dày và nói chuyện trực tiếp với họ.
ta sẽ thảo luận phương pháp sau. Có những người bạn có thể tiếp cận thông qua bạn bè, và cũng có những người tốt nhất nên tiếp cận tại các cuộc hội thảo hay các bữa tiệc tối giao lưu. Tôi chỉ bạn cách áp dụng tất cả những phương pháp này. Jamie hiện nay là một giáo viên dạy môn lịch sử có thâm niên tại một trong những trường trung học tốt nhất của Mỹ, tại Beverly Hills, California. Và điều quan trọng là cô ấy rất yêu công việc của mình. Quy trình này có thể được áp dụng cho hầu như tất cả mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau khi điền xong bản kế hoạch, bạn đã có trong tay một sứ mệnh. Bạn cũng có danh sách tên những người bằng xương bằng thịt có thể giúp bạn tiến gần hơn với sứ mệnh của mình. Và bạn có một hoặc nhiều cách để tiếp cận họ. Mục đích của bài tập này là chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể áp dụng một quy trình hay một hệ thống để xây dựng mạng lưới. Đây không phải là điều gì mang tính ma thuật, cũng không phải chỉ dành riêng cho những người được sinh ra với dòng máu thích tiếp xúc sẵn trong người. Tạo mối quan hệ với mọi người chỉ đơn giản là lập kế hoạch và triển khai nó. Cho dù bạn muốn trở thành một giáo viên lớp 9, hãy mở công ty riêng. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng phương pháp lập bảng kế hoạch này cho những khía cạnh khác trong đời sống. Ví dụ như mở rộng mạng lưới bạn bè, nâng cao trình độ học vấn, tìm bạn đời hay tìm người định hướng tinh thần bạn. Một khi bạn đã lập kế hoạch, hãy treo nó tại những nơi nào bạn thường nhìn đến, chia sẻ mục tiêu của bạn với những người khác. Đây là phương pháp rất hữu hiệu, thậm chí nó có thể là hiệu quả nhất. Nhờ có mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tận dụng những cơ hội tiềm ẩn trong mỗi con người. Nếu bạn nói cho người ta biết bạn muốn gì, hãy ngồi xuống và lập cho mình một bản kế hoạch trước khi bạn dở sang chương kế tiếp. Tôi thường giữ nhiều phiên bản khác nhau trong chiếc điện thoại của mình để thường xuyên nhắc nhở bản thân về những điều tôi cần phải đạt được, về những ai tôi cần tiếp xúc. Cách đây vài năm, tôi cho phép plastic một bản và bỏ vào trong ví. Nhưng nên nhớ kế hoạch phải được viết ra giấy, phải tin tưởng và viết dự định ra giấy. Một ước muốn không được viết ra thì chỉ là một ước muốn khi được viết ra. Ước muốn có thể trở thành một cam kết và một mục tiêu. Sau đây là một số tiêu chí mà bạn cần phải quan tâm: lập kế hoạch, hành động, xây dựng mối quan hệ RAP. Mục tiêu phải cụ thể, nhưng mục tiêu mơ hồ, vu vơ, trở nên quá rộng, không thể tập trung thực hiện được. Mục tiêu phải cụ thể và chi tiết. Bạn phải biết rõ mình cần tuân thủ những bước nào để đạt mục tiêu, kỳ hạn thực hiện, các chỉ tiêu đo lường bạn xem bạn thành công hay không. Tôi nói với các nhân viên bán hàng dưới quyền của mình là nếu họ chỉ đặt mục tiêu là tôi sẽ đạt được doanh số cao nhất từ trước đến nay trong quý này vẫn chưa đạt, vì như vậy họ sẽ đạt $100,000 hay $500,000. Mục tiêu phải trong tầm tay. Nếu bạn thông minh, nếu bạn không tin mình có thể đạt được mục tiêu, bạn sẽ không thể nào thực hiện thành công. Nếu mục tiêu của bạn là phải tăng doanh thu của công ty đạt $5,000,000 trong một năm, và trong thực tế năm ngoái bạn chỉ đạt $1,000,000, rõ ràng bạn đang đề ra một nhiệm vụ bất khả thi. Tốt hơn là bạn nên đặt ra mục tiêu $1,500,000 cho một năm và cố gắng hết mình để đạt thành công. Mục tiêu phải mang tính thử thách và yêu cầu cao. Hãy bước ra khỏi vùng giới hạn, đề ra những mục tiêu đòi hỏi bạn phải liều lĩnh hay mục tiêu có tính bất ngờ. Và một khi bạn đạt mục tiêu này, hãy đặt ra mục tiêu khác. Một trong những nhân viên bán hàng giỏi nhất mà tôi biết là một người quen của tôi, tên là Lille, chuyên bán sách tận nhà. Ông luôn đặt mục tiêu doanh số hàng năm, viết ra con số và dán ở bất cứ nơi nào mà ông có thể để mắt đến, trong ví tiền, trên tủ lạnh, trên bàn làm việc. Dĩ nhiên, ông luôn đạt doanh thu trước thời hạn và ông sẽ đề ra một mục tiêu mới. Người đàn ông này không bao giờ hài lòng. Lille cho biết điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu chứ không phải là đặt mục tiêu. Có lẽ ông là nhân viên bán sách tận nhà duy nhất tại Pennsylvania, thậm chí là trên thế giới nữa, trở nên giàu có trước khi mất. Tiếp theo, hãy hành động, đâu phải
tự nhiên mà tôi gọi đây là kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ, muốn tham gia vào một cuộc thi marathon. Bạn phải chịu khó thức dậy và luyện tập chạy bộ mỗi ngày. Một khi đã có kế hoạch, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào việc bạn có chịu bắt đầu thực hiện hay không. Hãy thực hiện đúng kế hoạch mỗi ngày. Bước 3, thiết lập một ban tư vấn cho bản thân, mục tiêu và nhiều thứ khác mà tôi sẽ đề cập trong quyển sách này không thể đạt được một mình. Sau khi đã có kế hoạch, bạn cần có sự ủng hộ để giữ định hướng. Cũng như trong kinh doanh, ngay cả một kế hoạch hoàn hảo cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Bạn cần đến một người tư vấn ủng hộ bạn, hay tốt nhất là từ 2 đến 3 người, để vừa làm người ủng hộ khi bạn xuống tinh thần, vừa là người giám sát nghiêm khắc. Buộc bạn cần phải trách nhiệm, chịu trách nhiệm về mục tiêu của mình. Tôi gọi đây là ban tư vấn riêng. Những người này có thể là thành viên trong gia đình, hay là một người nào đã từng giữ vai trò đỡ đầu của bạn, hay có thể là một hai người bạn cũ. Đây, ban tư vấn này đã giúp tôi rất nhiều trong khi tôi đứng trước một ngã ba đường quan trọng trong sự nghiệp. Sau khi tôi rời bỏ Starwood Hotel và Resort, công ty hiện đang sở hữu các thương hiệu như W Hotel và Westin. Lúc đó tôi như đang trôi đi. Lần đầu tiên trong đời tôi không tìm được một công việc nào. Tôi quyết định phải đánh giá lại sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã rời bỏ Deloitte để đến Starwood theo lời mời hấp dẫn của họ. Giám đốc tiếp thị trẻ nhất của một công ty trong danh sách Fortune 500, một mục tiêu mà tôi đặt ra cho mình 3 năm trước đó, và thay đổi cách nhìn của ngành công nghiệp này đối với khái niệm tiếp thị. Nhưng công việc mới của tôi không được suôn sẻ như dự tính. Jürgen Bartels, chủ tịch Starwood và là người tuyển dụng tôi, đã hứa làm người đỡ đầu và dọn đường cho tôi trở thành nhà lãnh đạo công ty trong tương lai. Mục tiêu của tôi đặt ra cho doanh nghiệp này khá tham vọng và đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ cách tư duy của công ty. Vào thời điểm đó, tiếp thị được xem là một yếu tố mang tính chất địa phương và thuộc quyền sắp xếp của từng khách sạn riêng lẻ. Vì vậy, các chương trình này đều thiếu yếu tố nhất quán, xuyên suốt, mang dấu ấn của thương hiệu. Kế hoạch của chúng tôi sẽ là tập hợp các bộ phận tiếp thị lại thành một đơn vị mới với tầm nhìn toàn cầu, thay vì để các bộ phận tiếp thị trong từng vùng lập chiến lược riêng lẻ. Tôi muốn tập trung hóa hoạt động tiếp thị để đưa ra một thông điệp rõ ràng, tạo được tiếng vang lớn trên thị trường, xây dựng một thương hiệu nhất quán. Hơn nữa, hiện nay khách hàng của chúng tôi, những doanh nhân, ngày càng đi nhiều trên khắp thế giới và mong muốn được nhận cùng một dịch vụ bất cứ nơi nào họ đến. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi tôi gia nhập Jürgen Bartels rời công ty, các tập đoàn cũng như bất cứ tổ chức lớn nào thường có khuynh hướng phản đối thay đổi, tất nhất là khi thay đổi này không được sự ủng hộ của ban lãnh đạo cấp cao. Chỉ sau một năm trong công việc, tôi đã thấy rõ rằng quyền lãnh đạo của vị chủ tịch mới, tôi sẽ không thể nào tìm được sự ủng hộ cần thiết để thay đổi toàn diện tổ chức như vậy. Vì chủ tịch mới đã thể hiện quan điểm rõ ràng và rằng ông không muốn chúng tôi tiếp tục kế hoạch cải tổ toàn diện bộ phận tiếp thị. Thông điệp đã rõ ràng đối với bản kế hoạch và đối với cá nhân tôi, không có được sự ủng hộ cần thiết để thực hiện những kế hoạch táo bạo mà tôi tin rằng sẽ đem lại thành công cho công ty và một vị trí chức vụ cao hơn cho bản thân. Tôi biết là mình sẽ không thể nào đạt được mục tiêu của mình ở đây. Tôi đã thật sự bị sốc. Tôi về nhà sớm trong hôm đó và chạy bộ nhiều giờ liền trên các con đường tuyệt đẹp của công viên trung tâm tại New York. Tập thể dục là một cách hay giúp tôi tập trung suy nghĩ. Vậy mà sau khi chạy được 10 dặm, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sáng hôm sau khi tôi đặt chân vào phòng, tôi bỗng hiểu rõ rằng tương lai của mình không phải ở đây. Tất cả những hào nhoáng cuộc đời sống lãnh đạo, những căn phòng làm việc riêng tư rộng rãi, có bàn ghế bằng gỗ vụ quý, phi cơ riêng, bảng tên oai vệ gắn trên cửa, chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không thể thực hiện được ý tưởng biến công việc nhàm chán trở nên vui nhộn sáng tạo
thú vị. Tôi chính thức từ chức không lâu sau đó, mà nếu không từ chức, tôi biết mình cũng không sống lâu dài với công ty. Đã đến lúc tôi phải thiết lập một mục tiêu mới. Liệu tôi có nên tìm một vị trí giám đốc tiếp thị khá, chứng tỏ mình bằng cách xây dựng những thương hiệu lớn hơn, tốt hơn, đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn, và giúp công ty đưa tên tuổi của họ thành một thương hiệu lớn, hay tôi nên đặt mục tiêu cao hơn thế nữa? Mục tiêu cuối cùng của tôi là trở thành một tổng giám đốc. Nhưng điều này ít khi xảy ra với những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Tôi đã dành nhiều thời gian cho sự nghiệp để thuyết phục ban lãnh đạo cấp cao rằng tiếp thị có thể nên là yếu tố trực tiếp tất cả các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên tôi lại không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Để thật sự định nghĩa một thương hiệu, vị trí tiếp thị tốt nhất là CEO. Nếu tôi chọn mục tiêu CEO, tôi phải học thêm những gì để trở thành CEO? Đâu là cơ hội của tôi để trở thành CEO? Tôi sẽ hy sinh những gì hay liều lĩnh ở những điểm nào? Thành thật mà nói, tôi cũng không có câu trả lời rõ ràng vào lúc đó. Sau nhiều năm liên tục làm việc hăng hái, tôi đang thất vọng tràn trề và cảm thấy lạc lõng. Tôi cần phải tìm ra định hướng, nhưng những gì tôi muốn làm tiếp, và tôi lo sợ lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, bây giờ tôi không có một tấm danh thiếp công ty nào. Tôi căm ghét ý nghĩ phải đi làm ai đó mà không phải đi gặp ai đó mà không biết phải giải thích mình đang làm gì. Trong vòng mấy tháng tiếp theo sau đó, tôi đã trao đổi hàng trăm lần với những người tôi tin tưởng. Tôi dành thời gian suy nghĩ khi theo khóa học Vipassana, nơi tôi ngồi suốt 10 giờ mỗi ngày liên tục trong yên lặng. Đối với một thằng như tôi, nói cười luôn miệng đây thật sự là tra tấn. Tôi tự hỏi phải chăng mình đang phung phí thời gian suy nghĩ nơi đây. Tôi tự hỏi phải chăng tôi nên quay lại với Pennsylvania và tìm một cái ao nhỏ hơn mà chiếm đóng. Trong thời gian này, tôi viết ra một sứ mệnh dài 12 trang, đặt ra những câu hỏi như điểm mạnh của tôi là gì, điểm yếu của tôi là gì, những ngành công nghiệp có cơ hội dành cho tôi. Tôi liệt kê ra những nhà đầu tư tôi muốn được gặp gỡ, những CEO tôi biết, những nhà lãnh đạo tôi có thể xin ý kiến và những công ty tôi ngưỡng mộ. Tôi có thể ngỏ những cơ hội giáo viên, bộ trưởng, chính trị gia, CEO, và tôi lập kế hoạch hành động và xây dựng mối quan hệ cho từng cơ hội này. Sau khi mọi thứ đã được viết ra, tôi quay sang trở thành nhờ đến ban tư vấn riêng của mình. Tôi không có được bằng cấp cần thiết để được tuyển làm CEO cho một tập đoàn lớn, nhưng đây lại chính là điều mà tôi muốn làm. Khi tôi nói chuyện với Tad Smith, một giám đốc nhà sản xuất đồng thời là bạn thân và nhà tư vấn của tôi được khuyên là đừng mơ mộng làm việc cho một công ty Fortune 500 danh tiếng. Nếu tôi muốn làm CEO, tôi nên chọn một công ty nhỏ và phát triển nó lớn lên. Đây chính là một lời khuyên mà tôi đang cần. Tôi đã quá tập trung vào các công ty lớn, mặc dù sự sụp đổ của các công ty .com đã làm lu mờ sự quyến rũ của các công ty trong thế giới số. Trong thế giới kinh doanh vẫn còn nhiều công ty rất tốt và cần làm những nguyên tắc kinh doanh cơ bản. Giờ đây tôi đã biết rõ mình phải làm gì ở đâu, và tôi bắt đầu chỉnh sửa lại kế hoạch hành động của mình. Kể từ ngày đó, các cuộc đối thoại, các cuộc gặp gỡ, các cuộc hội thảo mà tôi tham dự đều nhằm vào mục đích tìm ra một công ty nhỏ phù hợp làm chốn dung thân. Sau 3 tháng, tôi đã nhận được 5 lời mời. Một trong những người mà tôi trông cậy vào là Sandy Kleiman, một người nổi tiếng tại Hollywood và đã từng là cánh tay phải của Michael Ovitz tại Creative Artist Agency và sau đó điều hành công ty tài chính Entertainment Media Ventures tại LA. Tôi biết Sandy khi tôi làm việc tại Deloitte và tìm kiếm một con
đường để tấn công vào ngành công nghiệp giải trí, Sandy giới thiệu tôi với những người có chức quyền tại công ty tên Yaya, một trong số những công ty nằm trong danh mục đầu tư của Sandy. Yaya là một công ty tiếp thị tiên phong trong việc thiết kế các trò chơi trực tuyến dùng làm phương tiện quảng cáo. Họ có một khái niệm khá hấp dẫn và điểm mạnh của họ, họ là nhân viên gắn bó và sáng lập quyết tâm. Điều họ cần là một tầm nhìn lớn hơn để thu hút sự chú ý thị trường, tạo một tiếng vang cho sản phẩm và một người đủ bản lĩnh để bán sản phẩm này. Tháng 11 năm 2000, hội đồng quản trị Yaya đã mời tôi vào vị trí CEO và tôi biết rằng đây là một nơi thích hợp. Công ty có trụ sở tại Los Angeles và đây là con đường không chính thống để tiếp cận thế giới giải trí mà tôi vẫn hằng mong đợi, đồng thời cũng là cơ hội để tôi phát triển những kinh nghiệm của một giám đốc tiếp thị trong vai trò của một CEO. Nếu Virginia làm được thì bạn cũng làm được. Cách đây vài tháng, một anh bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một phụ nữ tên là Virginia Fayles, cũng sống gần quê nhà của tôi. Anh bạn này rất ấn tượng với câu chuyện thành công của Fayles vì nó thật sự đáng nể. Bước vào tuổi 44, Fayles quyết định rằng cô không muốn mãi mãi chỉ là một thợ làm tóc, cô muốn trở thành một kỹ sư. Khi cô bày tỏ ý định này, đã có rất nhiều người ngăn cản, cho rằng đây là một điều không tưởng. Nhưng sự phản đối của mọi người chỉ càng làm cô nung nấu thêm ý chí của mình. Tôi đã mất rất nhiều người bạn trong giai đoạn này, Fayles cho biết. Mọi người trở nên ganh ghét khi bạn quyết tâm làm một điều mà không ai tin rằng bạn phải biết vượt qua. Sự đấu tranh của cô có thể là sự trở thành một bài định hướng nghề nghiệp của bộ sách Cliff Notes. Trong phần nói về sứ mệnh, can đảm và lòng quyết tâm kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người khác để tạo cơ hội cho người tốt nghiệp phổ thông, nó cũng thể hiện một sự thật khó khăn: thay đổi là một quá trình gian nan. Bạn có thể phải mất đi những người bạn, đối mặt với những chướng ngại vật tưởng chừng không thể nào vượt qua, và chiến đấu với một rào cản lớn nhất, sự nghi ngờ của bản thân. Fayles đã luôn ao ước được vào đại học, nhưng sinh ra và lớn lên tại thị trấn nhỏ Milton, Pennsylvania. Cơ hội dành cho cô hầu như không có. Sau 57 tuổi, cô đã thành lập gia đình và có con chỉ sau một năm. Cô làm việc cả ngày tại tiệm tóc của chồng và nuôi con trai nhỏ. 20 năm cứ thế trôi qua. Sau khi ly dị chồng, cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Cô nhận thấy muốn phát triển phải thay đổi, và thay đổi chỉ xảy ra nếu cô có những mục tiêu mới. Cô đang là một thư ký bán thời gian tại phòng thương mại thị trấn, và cô nhận ra rằng cuộc đời còn rất nhiều điều thú vị. Tôi nghĩ thật là ngu ngốc, tại sao tôi lại suy nghĩ xuẩn ngốc như thế. Đâu phải ai cũng có bằng tiến sĩ vật lý, cũng là Albert Einstein đâu. Mặc dù sự thật không phải là kỹ sư nào cũng là thiên tài, họ đều biết đại số, một điều mà Fayles không dám tự hào. Vì vậy, cô bắt tay vào học đại số và thành thạo chỉ trong vòng vài tháng. Sau khi thử sức qua một khóa học mùa hè tại trường đại học cộng đồng, cô quyết định nộp đơn vào một khoa kỹ sư dân dụng nổi tiếng thuộc Đại học Bucknell. Vị phó khoa Trudy Cunningham đã đặt thẳng vấn đề khi cô ấy đến. Tôi nói thẳng cho cô ấy biết là cuộc sống sắp tới sẽ rất khó khăn. Cô ấy không còn trẻ nữa, cô ấy là một người lớn tuổi, có cuộc sống riêng, có một căn hộ, một chiếc xe, và cô ấy phải tranh đua với những đứa trẻ vẫn sống trong ký túc xá và được phục vụ ngày ba bữa. May mắn cho Fayles là cô có giao thiệp rộng, cô là thành viên nhiều đội nhóm trong cộng đồng, cô có chân trong ban điều hành YMCA, phòng thương mại Milton, ủy ban công viên và giải trí. Ngoài ra, cô cũng
cô cũng đã từng có thời gian làm chủ tịch câu lạc bộ làm vườn và hiệp hội doanh nghiệp Milton. Cô có những người bạn đồng hành là nhà cố vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đối với những sinh viên bình thường, hết giờ học là tới giờ tiệc tùng bia rượu hay đá banh. Đối với cô, hết giờ học cô còn phải tiếp tục làm việc tại tiệm và sau đó là học bài thật kỹ. Hầu như ngày nào cô cũng mang ý nghĩ bỏ học. Cô còn nhớ lúc nhận bài kiểm tra vật lý đầu tiên cô đã rớt. Một sinh viên khác cho rằng đời tôi thế là hết. Tôi nói với cô ấy đừng lo, tôi sẽ không tự tử đâu. Cô kể lại với sự lạnh lùng của một người từng trải. Cuối cùng cô cũng vượt qua được môn học này với điểm C. Thêm nhiều đêm mất ngủ và nhiều điểm C khác nữa. Cuối cùng thì Fagiles cũng đã tốt nghiệp chung với 137 kỹ sư khác vào năm 1999. Cô thật sự khác ngạc nhiên với thành công của mình. Tôi cứ suy nghĩ mãi, mình đã làm gì thế nhỉ? Và tôi tự trả lời mình rằng tôi đã thành công rồi, tôi đã thật sự làm được điều mình mong muốn. Thành công trong tay, cô càng xây dựng mạng lưới rộng rãi hơn, thêm bạn và thêm đối tác. Hiện nay, cô đã có một gia đình mới với sếp cũ tại phòng thương mại và bận rộn với công việc mới tại sở giao thông của tiểu bang. Gần đây, cô đã được đề bạt giữ chức chủ tịch ủy ban hoạch định nơi trước kia cô làm thư ký để đạt mục tiêu. Có thể rất khó khăn nhưng nếu bạn thiết lập được mục tiêu, có thể mục tiêu có kế hoạch hợp lý để đạt chúng và những người bạn sẵn sàng giúp đỡ, bạn có thể đạt được gần như bất cứ mục tiêu gì, ngay cả khi đó là trở thành kỹ sư sau khi đã tứ tuần. Tiểu sử người nổi tiếng Bill Clinton biết rõ sứ mệnh cuộc đời mình năm 1968 khi William Jefferson Clinton đang học tại Đại học Oxford với học bổng Rhodes Scholar. Ông gặp một sinh viên sau đại học tên là Jeffrey Stamp tại một buổi tiệc. Clinton lấy ra một quyển sổ ghi chép lại địa chỉ màu đen và hỏi: anh đang làm gì tại Oxford? Tôi đang theo học tại Pembroke nhờ học bổng Fulbright. Jeff trả lời Clinton ghi chú Pembroke vào sổ và tiếp tục hỏi về trường và ngành mà STEM đã tốt nghiệp cử nhân. STEM ngạc nhiên hỏi: Bill, sao anh phải viết mọi thứ ra giấy vậy? Tôi sẽ chuyển sang làm chính trị và tôi sẽ tranh cử thống đốc bang Arkansas. Tôi muốn ghi lại tất cả những người tôi đã gặp gỡ, Clinton cho biết. Câu chuyện này do STEM kể lại càng ngày càng làm nổi bật phong cách thẳng thắn của Bill Clinton trong việc yêu cầu giúp đỡ hay thôi kéo người khác tham gia sứ mệnh của mình. Ngay vào thời điểm đó, ông đã biết rõ mình muốn tranh cử thống đốc và chính nhờ mục đích rõ ràng này mà ông đã biết định hướng nỗ lực của mình với lòng say mê và quyết tâm thực tế ngay từ khi là một cậu sinh viên tại Georgetown. Vị tổng thống thứ 42 này đã có một thói quen là hàng đêm ghi lại những tấm thẻ, tên và các thông tin quan trọng, những người ông gặp trong ngày. Trong suốt sự nghiệp của mình, Clinton đã ký kết hợp đồng khéo léo tham vọng chính trị và khả năng kêu gọi giúp đỡ năm 1984 khi đang là thống đốc bang Arkansas. Lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện giao lưu toàn quốc về tư duy lãnh đạo có tên là Renaissance Quicken tại Hilton Head, South Carolina. Clinton kiếm được một chiếc vé mời nhờ người bạn Richard Riley, lúc đó đang là thống đốc bang South Carolina, tham dự Renaissance Weekend. Đối với Clinton cũng giống như là vào thế giới đồ chơi và ông không hề bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và kết bạn. Mọi người, tờ Washington Post tháng 12 năm 1992 đã miêu tả Clinton như sau. Nhiều vị khách khi nhắc đến sự tham gia của Clinton chỉ nhớ về những hành động hơn là lời nói của ông.
Ông thường dạo qua các cuộc thảo luận, chọn một cạnh tường và đứng dựa một cách thoải mái ở đó. Cái cách ông giao tiếp với mọi người như thế, ông biết tất cả họ, không chỉ đơn giản là nhờ đọc bảng tên, mà ông biết tất cả những thành tựu của họ, những sở thích của họ. Max Heller, cựu thị trưởng Greenville, nhận xét khi ông ấy ôm bạn, ông ấy không chỉ thể hiện sự thân mật xã giao mà còn là một tấm lòng. Điều Helen đề cập chính là khả năng thiên chú có thể tạo ra sự thân mật, thông tin cá nhân của bạn. Ông còn biết vận dụng nó để tạo ra sự gắn bó với bạn. Chúng ta có thể đọc được hai bài học rõ ràng từ Clinton. Thứ nhất, nếu bạn biết càng rõ bạn muốn làm gì trong cuộc sống của mình, bạn càng dễ dàng đưa ra một chiến lược xây dựng mạng lưới để giúp bạn đạt thành công. Thứ hai, bạn đặt tâm sức tạo mối liên kết thật sự khi bạn giao tiếp với mọi người. Chúng ta thường nghĩ rằng những hành động cậy quyền có thể chấp nhận được nếu người đó giàu có hay nắm quyền hành cao. Clinton cho thấy bạn có thể được nhiều người biết đến và yêu quý khi bạn đối xử chân thành với mọi người.